Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạng xã hội, đó là mạng xã hội Mai. Cái mạng xã hội này á, nó được thành lập là từ năm 2011, nhưng mà nó ra mắt vào chính thức vào năm 2015. Thì mình cũng đã chơi lâu rồi. Cái mạng xã hội này ấy, nó giống như Facebook. Thì chúng ta có thể đăng những dòng cảm nghĩ, đăng ảnh, video hoặc tạo blog. Không như Facebook thì cái mạng xã hội Mai này ấy, nó khác ở Facebook là nó chạy tích hợp chạy trên nền tảng blockchain, và khi chúng ta đăng cái dòng cảm nghĩ, ảnh, video hay tạo blog thì người khác like, bình luận và chia sẻ những bài viết đó của bạn, thì bạn sẽ được mạng xã hội Mai này tặng thưởng cho trả cho mình, đó là bằng đồng token Mai, là đồng Mai token của nó. Thì cái hoạt động của nó là sẽ tính là nếu mà người ta vote cho mình là vote like ấy, là sẽ được tính 1 điểm, comment sẽ được tính 2 điểm, và khi có người đăng ký theo đăng ký kênh của bạn thì bạn sẽ được 4 điểm. Người ta admin là chia sẻ nhắc nhở là sẽ được 4 điểm. Người ta đăng ký tạo tài khoản theo link của bạn thì sẽ được 1 điểm. Thì cái điểm này á, nó sẽ tính trong ngày bao nhiêu điểm thì nó sẽ quy ra cái đồng token này cho bạn, để trao thưởng cho bạn. Cái đặc biệt ở cái đồng token này đấy là chúng ta có thể dùng cái đồng token đó để quảng cáo bài viết cho mình. Ví dụ bạn nào muốn bán hàng online mà muốn quảng cáo để cho nhiều người biết thì các bạn có thể nhấn bot đây. Một đồng token của nó là các bạn được trao đổi, được quảng cáo là 1.000 view, 1.000 lượt thấy bài viết của bạn, rất hợp với những bạn nào mà muốn tuyển Z ở bên Mỹ, nước ngoài thì mạng xã hội này là nó rất thích hợp. Như mình đã tuyển Z các thứ bằng ở trên mạng xã hội này đây, như mình đã bot là những 55.000 lượt xem. Thì hôm nay vấn đề chính của mình cũng không phải là chủ yếu là giới thiệu cho bạn một tính năng mới của mạng xã hội Mai này. Thì cái mạng xã hội Mai này nó mới ra một tính năng mới, không như trước là cái đồng token của chúng ta kiếm được lại là chúng ta có thể bán trên sàn hoặc bán cho những ai cần mua để sử dụng cái đồng token đó, thì chúng ta có thể bán được. Ngày trước là mình cũng bán rất nhiều đồng token này rồi, cũng kiếm được tiền hết đấy các bạn. Nhưng hiện tại là Mai nó cho chúng ta kiếm tiền trực tiếp bằng cái mình cái Mai Pro này. Thì cái Mai Pro này kiếm tiền như thế nào thì nó cũng giống như mình đăng bình thường thôi, mình đăng ảnh, video hoặc dòng cảm nghĩ hay là viết blog thì nó sẽ cũng tính tiền cho mình. Mà để mua cái gói này ấy, kiếm tiền trực tiếp thì mà hiện tại nó đang bán theo giá là nếu mà mình mua theo 1 tháng, mà mua theo năm này, mua theo năm là 40 đô 1 tháng. Còn chỉ mua theo tháng 1 thôi thì nó là 50 đô 1 tháng. Nó không chỉ cho mình trả bằng đô không đấy, tiền đô không, thì nó ngoài chức năng trả tiền đô không thì nó cho phép chúng ta trả tiền bằng chính cái đồng token nó cho mình, đó là nếu mua theo tháng thì là 500 token 1 tháng, còn mua theo năm thì sẽ là 400 token 1 tháng. Khi mình đã lên cái
gói My Pro này đó, thì nó sẽ trả thưởng cho mình là nếu mà mình có 1.000 bát view này, 1.000 lượt xem này, thì nó sẽ trả cho mình là 1 đô, tương ứng với 1.000 lượt xem. Không như YouTube đang trả cho mình là nếu mà 1.000 lượt xem là không phải hai mấy đô đấy. Và nếu mà trong vòng 1 tháng chúng ta mà kiếm được lượt view tầm 100.000 đến 1 triệu view thì nó sẽ trả là 5 đô. 5 đô tương ứng với 1.000 lượt view là gấp 5 lần đây nhé. Và nó cho chúng ta được tuyển các thành viên mới đi giới thiệu link. Tuyển Z đó là sẽ được 0,1 đô trên một lượt theo link đăng ký của các bạn. Và được hưởng 25% Z này nữa. Các bạn có thấy video hữu ích mình chia sẻ thì ủng hộ mình bằng cái link đăng ký của mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Thì mình sẽ rất trân trọng cảm ơn các bạn. Và mình sẽ chia sẻ nhiều cái hay hơn ở trong cái mạng xã hội mai này. Thì các bạn khi đăng ký đó thì mình lưu ý cho các bạn nó là cái chỗ mật khẩu. Cái chỗ mật khẩu của nó là các bạn nên có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Sau khi đăng ký xong thì các bạn vào xác minh số điện thoại là ok. Như mình cũng có một kênh khác, ví dụ là cái kênh này này, thì mình mới lên gói rồi mới up thôi, và cũng nghịch được một chút là đã có lên, đã có được 0,09 đô này, mới nghịch chút. Các bạn tìm hiểu và đăng ký kiếm token up link cái gói này, hoặc là nếu mà các bạn không thích up đó thì các bạn có thể bán cái đồng token đó, rất nhiều người mua nhé. Các bạn vào đấy, các bạn đi đi này, mình sẽ chỉ cho các bạn nó là cái chỗ là chỗ này, là chỗ đích cô về gì này. À, và lưu ý với các bạn á, khi mình đăng ký á, mình nên vào bằng trình duyệt nhé, vì khi vào trình duyệt mình sẽ xem được rõ và nhiều hơn. Bạn vào đây này, bạn ban đầu bạn vào nên bạn nên nên vào cái hình người này này, hình hai cái người này nhé. Các bạn đi sút đăng ký các với các cái kênh khác để chúng ta vào like, bình luận, chia sẻ bài viết cho người ta đó, thì người ta cũng sang kênh của bạn và like, comment và chia sẻ lại bài viết của bạn, thì bạn cũng sẽ được điểm để tính cái được thưởng cái đồng token đó. Thì chúng ta sẽ đi tương tác qua tương tác lại để hai bên cùng có lợi mà. Nói chung các bạn nào siêng thì đi tương tác được nhiều thì sẽ được nhiều. Cái mạng xã hội Mai này nó ra chức năng này là nó mới nhá, nên các bạn nên lưu ý làm sớm. Đây, như các bạn vào có thể vào đây hoặc cái bàn gạch này và xem, có thể xem lượng view hàng ngày của các bạn, và vào phần ớt nhìn này và để xem số tiền các bạn có thể kiếm được khi các bạn đã lên cái gói My Pro. Còn nếu mà các bạn muốn xem cái lịch sử mình được bao nhiêu đồng token hàng ngày đó, thì các bạn vào wallet đây. Đây, như mình hiện tại mạng xã hội Mai này nó đang tính cho mình đang được khoảng 1,2 token, là mới chơi nghịch nghịch lúc mà.
các bạn nên tương tác nhiều vào, mình cũng không rảnh lắm, mình cũng chỉ được ít về thôi. Để lấy link tuyển Z đó, giới thiệu cho người khác đó, thì các bạn đang ở Wallet này đúng không? Wallet thì các bạn nhìn dung cuối cùng là có Z đây, là các bạn có hai cái link này để đi tuyển, hoặc là các bạn có thể vào cái ba gạch đây, có Z đây đó, các bạn hãy lấy một trong hai link này đi tuyển Z nhé. Z thì ở đây nó được ít lắm, không được nhiều, không bằng các bạn đi tự tương tác với nhau ở trên này. Thì đây giống như này, mình đã được 1.680 người đăng ký kênh và được 917.000 lượt xem. Các bài viết này mình cũng đã đăng rất lâu rồi, được like các thứ, mình có thể đăng video các thứ, bài viết để tăng được cái lượt tương tác, nên đăng các ảnh đẹp, video hấp dẫn để người ta thấy hay, người ta like, bình luận, chia sẻ để kiếm được nhiều nhé. Rồi, chúc các bạn kiếm được nhiều tiền từ cái mạng xã hội này. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn có cái cần gì thắc mắc thì mình sẽ để cái link và giúp ở trên Facebook, các bạn vào đó và đăng bài hoặc là inbox trực tiếp cho mình thì mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn nhớ đăng ký ủng hộ link ở phía dưới phần mô tả nhé cho mình nhé. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.